Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Thông tin chính sách pháp luật của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Về định danh điện tử, dự thảo nêu rõ sử dụng mô hình cấp tài khoản định danh điện tử tập trung để cấp tài khoản định danh điện tử. Bộ Công an là đơn vị thực hiện việc cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử. Đối tượng được đăng ký tài khoản định danh điện tử: cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNEID hoặc đến cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp căn cước công dân đối với công dân Việt Nam và cơ quan công an quản lý nhập cảnh đối với người nước ngoài để thực hiện đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử. Đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử, cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, cơ quan công an xã, phường, thị trấn, trừ trường hợp công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử khi cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với các hồ sơ đăng ký định danh điện tử trực tuyến thông qua ứng dụng VNEID trên nền tảng di động hoặc trang web do Bộ Công an quy định nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cơ quan công an quản lý nhập cảnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.